Xin chào các bạn, lại là mình Thỏ đây, reviewer đến từ Tàu Xin. Như chúng ta cũng biết thì năm 2022 thì iPhone 14 ra mắt đúng không nào? Nó rất hot và thu hút rất là nhiều sự quan tâm. Tuy nhiên, cái sức nóng của chiếc điện thoại tiền nhiệm là iPhone 12 vẫn không ngừng tăng lên nha. Vậy thì năm 2022 này chúng ta có nên mua nó hay không? Cùng Thỏ tìm hiểu ha. Để nói iPhone 12 là một trong những dòng điện thoại cao cấp mà Thỏ thích nhất về thiết kế. Như các bạn thấy nè, thiết kế của iPhone 12 rất là vuông vức và cầm vừa tay nữa. Ngoài ra nó còn có rất nhiều điểm đặc biệt nha. Thiết kế của máy đánh dấu sự đổi mới của Apple kể từ đời iPhone X, mang đến một sự mới mẻ nhất định tại thời điểm ra mắt. Thiết kế này tuy không mang lại cảm giác cầm nắm dễ chịu sau một khoảng thời gian dài sử dụng, nhưng nó lại cực kỳ cứng cáp và sang trọng. Bạn sẽ xuất hiện giữa đám đông cùng một chiếc iPhone 12 cực kỳ nổi bật và cuốn hút. Và như chúng ta cũng biết thì màn hình của chiếc iPhone 12 này là màn hình tay Thỏ với tấm nền 6.1 inch. Và đây là tấm nền Super Retina, nó sẽ đem đến những cái hình ảnh hiển thị vô cùng sinh động và sắc nét. Mặt trước, iPhone 12 nổi bật với màn hình tay Thỏ kích thước 6.1 inch cùng tấm nền Super Retina XDR OLED thay vì chỉ là tấm nền IPS LCD như trên iPhone 11 trước đó. Với thông số nâng cấp mạnh mẽ, iPhone 12 mang đến cho người dùng trải nghiệm hiển thị tuyệt vời với màu sắc bắt mắt, sinh động. Và hiệu năng là một trong những yếu tố quan trọng khiến người dùng lựa chọn một chiếc điện thoại nào đó. Và hiệu năng của iPhone 12 chắc chắn sẽ không làm các bạn thất vọng đâu. Với con chiếc A14 Bionic thì các bạn có thể trải nghiệm mọi tựa game trên chiếc điện thoại này mà không sợ giật lag ha. iPhone 12 sử dụng bộ vi xử lý A14 Bionic, Apple còn gây bất ngờ đến người dùng với hệ thống 5G lần đầu tiên được trang bị trên iPhone 12, cho tốc độ truyền tải dữ liệu nhanh hơn, ổn định hơn. Với những điểm số hiệu năng ấn tượng, iPhone 12 thừa sức đáp ứng đầy đủ nhu cầu người dùng đối với các tác vụ cơ bản hiện nay, thậm chí là chiến game 3D ở setting cao nhất. Ngoài cấu hình tốt, người dùng nên mua chọn iPhone 12 là bởi vì chiếc điện thoại này sẽ được nâng cấp hỗ trợ cập nhật hệ điều hành liên tục trong nhiều năm nữa. Đây và đây là chính là cái phần mà những cái tín đồ mê chụp hình như Thỏ quan tâm này, đó chính là camera của iPhone 12. Thì như chúng ta cũng thấy thì iPhone 12 nó có hai camera ở mặt sau đúng không? Mặc dù chỉ có hai camera thôi nhưng mà các bạn vẫn có thể chụp hình thoải mái cũng như là có những tấm hình đẹp trên chiếc điện thoại này. Và thông số của hai cụm hai camera đằng sau là 12MP cũng như là camera trước cũng 12MP luôn nha. Chế độ Smart HDR3 giúp cân bằng yếu tố ánh sáng trong ảnh, làm nổi bật chi tiết đối tượng và cây cối, trong khi vẫn giữ được màu sắc phong phú của bầu trời ngay cả vào buổi trưa nắng gắt. Chính vì vậy các bạn có thể lựa chọn iPhone 12 để làm một chiếc dễ yêu đồng hành cùng mình khi chụp ảnh nha. Đây và đây là một cái điểm mà Thỏ nghĩ là chúng ta sẽ không có hài lòng lắm đối với lại chiếc điện thoại iPhone 12 này, bởi vì cái viên pin của nó hơi thấp ha, không tới 3000 luôn. Tuy nhiên Thỏ nghĩ rằng với hệ điều hành tối ưu thì các bạn có thể sử dụng chiếc điện thoại này cả một ngày dài mà không lo hết pin đâu. Có lẽ thời lượng pin là điểm mà bạn nên cân nhắc nhất khi chọn mua iPhone 12. Máy có viên pin dung lượng 2815mAh, như bạn cho là ít đúng không nào? Tuy nhiên, với việc có con chip tối ưu, hệ điều hành ổn định thì mình nghĩ thời lượng pin cho iPhone 12 sẽ vẫn thoải mái cho các bạn trải nghiệm lên tới 8 tiếng. Theo mình thì ở thời điểm hiện tại, nếu như mà các bạn là một người thích một chiếc điện thoại nhỏ nhắn cầm vừa lòng bàn tay của chúng ta, cũng như là thiết kế sang trọng và hiệu năng của nó ổn định thì các bạn nên lựa chọn iPhone 12. Và đặc biệt, mức giá của iPhone 12 hiện tại Tàu Xin Mobile thì cũng rất là ok luôn đó nha. iPhone 12 tại Tàu Xin Mobile chỉ có giá từ 10.499.000. Đặc biệt, các bạn còn có nhiều quyền lợi hấp dẫn như bao xài 30 ngày nếu lỗi do nhà sản xuất, thay pin miễn phí không giới hạn 1 năm nếu pin chai dưới 80%, không kể số lần thay, được một đổi một bất kỳ lý do gì do nhà sản xuất, không kể số lần, hỗ trợ 30% chi phí sửa chữa nếu rơi vỡ vào nước với bảo hành vàng. Vậy thì qua những phân tích trên thì các bạn thấy iPhone 12 có đáng mua trong tháng 11 này hay không? Hãy để lại dưới bình luận cho Thỏ được biết nha. Còn bây giờ thì đừng quên like video cũng như là subscribe kênh Tàu Xin. Xin chào và hẹn gặp lại.